Mời các bạn theo dõi vòng đấu cờ tướng diễn ra giữa quốc tế đại sư Lại Lý Huynh và tượng kỳ đại sư Nguyễn Minh Nhật Quang. Các trận đấu được diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2020, theo thể thức cờ chấp 5 phút cộng 5 giây chạm 12. Mỗi trận thắng sẽ được tính 2 điểm, hòa 1 điểm và thua 0 điểm, ai chạm 12 điểm trước sẽ thắng. Vì thể thức cờ chấp 5 phút nên trận đấu càng về cuối sẽ rất nhanh, dễ dẫn đến sai sót, nhất là những trận càng về cuối thì càng mệt mỏi dẫn đến sơ suất, cũng là chuyện bình thường. Vì vậy nếu có sơ sót, mong các bạn cũng thông cảm cho các kỳ thủ. Ba trận đầu Nguyễn Minh Nhật Quang đang tạm thời dẫn trước Lại Lý Huynh với tỷ số 4-2. Trận đấu thứ tư này Lại Lý Huynh sẽ cầm quân đỏ đi tiên, và Nguyễn Minh Nhật Quang sẽ cầm quân đen đi hậu. Trận đấu bắt đầu. Đến đây,
Lại Lý Huynh buông cờ, Nguyễn Minh Nhật Quang tạm thời vươn lên dẫn trước với tỷ số 6-2. Mời các bạn xem ván đấu thứ 5. Ván này Nguyễn Minh Nhật Quang sẽ cầm quân đỏ đi tiên và Lại Lý Huynh sẽ cầm quân đen đi hậu. Bàn cờ của Lại Lý Huynh được quay về phía các bạn để tiện theo dõi. Trận đấu tiếp tục. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cờ Tướng, kênh chuyên cung cấp biên bản của các trận đấu đỉnh cao trong và ngoài nước, nhanh chóng, đầy đủ nhất trên kênh YouTube hiện nay. Các bạn không có thời gian, cũng như không thể nào xem trực tiếp hết các trận đấu hay của giải, thì cũng đừng lo. Kênh Cờ Tướng sẽ cung cấp đầy đủ biên bản của các trận đấu, để các bạn xem lại và thưởng thức. Ngoài ra, các bạn muốn xem lại các trận chung kết và các ván đấu hay trải qua các thời kỳ chăng? Kênh luôn tận dụng thời gian nghỉ giữa các giải đấu, để up biên bản những trận đấu như vậy. Nếu các bạn thấy kênh làm việc cật lực để đem lại chút niềm vui, thỏa mãn phần nào niềm đam mê cờ tướng của các bạn, thì hãy đáp trả bằng cách bấm đăng ký kênh, like, comment và share đến mọi người nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
将军，将军，将军，吃。Tới đây Nguyễn Minh Nhật Quang buông cờ, Lại Lý Huynh đã vươn lên rút bớt khoảng cách với tỷ số 4-6. Mời các bạn xem tiếp trận thư hùng thứ 6. Ván này Lại Lý Huynh cầm quân đỏ đi tiên và Nguyễn Minh Nhật Quang sẽ cầm quân đen đi hậu.将军，吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃。将军。吃，将军，吃，将军。将军，吃。将军，sát cục, Lại Lý Huynh buông cờ, Nguyễn Minh Nhật Quang tiếp tục thắng trận này và tạm thời vươn lên dẫn trước với tỷ số 8-4 sau 6 ván đấu, thắng 4 thua 2. Mời các bạn xem tiếp các trận sau trong video còn lại. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời các bạn bấm like, comment, chia sẻ để ủng hộ kênh phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.